Xin chào, tôi là Bob Page, giám đốc sở ghi danh cử tri quận Orange. Đảm bảo bầu cử bảo mật và chính xác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong một đoạn phim ngắn khác, tôi đã chia sẻ phiếu bầu được in và phân phát như thế nào. Trong quy trình đó, chúng tôi hoàn tất các thủ tục kiểm tra chất lượng để đảm bảo phiếu bầu chính xác. Và chỉ một phiếu bầu mà thôi được gửi bưu điện đến mỗi cử tri. Cử tri đã ghi danh, nhận được phiếu bầu của họ, hoàn tất nó và gửi trả nó lại qua bưu điện, thùng đựng phiếu bầu hoặc trung tâm bầu cử. Sau khi chúng tôi nhận được phiếu bầu của quý vị, sở ghi danh cử tri thực hiện chuỗi giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo phiếu bầu của quý vị được xử lý bảo mật. Nào, hãy tham quan một chút để xem điều gì xảy ra khi một phiếu bầu gửi trả đến khu vực thu nhận như nơi này tại trụ sở chính ở Santa Ana. Phiếu bầu bằng giấy được nhận từ hơn 120 thùng đựng phiếu bầu trên khắp quận và từ tất cả các trung tâm bầu cử sẽ được giữ riêng biệt theo mỗi địa điểm cho đến khi được xử lý. Phiếu bầu được đưa vào máy phân loại thư để chụp hình chữ ký và đọc mã vạch bên ngoài phong bì phiếu bầu. Mã vạch được kết nối với từng cử tri là người mà phiếu bầu được gửi tới và hệ thống sẽ đưa lên chữ ký mà chúng tôi có trong hồ sơ của người đó. Sau đó thì chữ ký trên phong bì sẽ được so sánh với chữ ký trong hồ sơ. Nếu chữ ký giống nhau, phong bì sẽ được chuyển qua tách phiếu bầu. Nếu chữ ký không giống, phiếu bầu sẽ được giữ lại để giám định thêm. Trong các trường hợp này, có thêm hai giám định viên xem xét chữ ký. Khi chữ ký không giống hoặc không có chữ ký, một lá thư sẽ gửi đến địa chỉ trong hồ sơ cho cử tri ghi danh đó. Phiếu bầu mà được chuyển sang phần tách sẽ được đưa vào máy mở phong bì. Khi phiếu bầu được lấy ra khỏi phong bì, lúc này phiếu bầu có đánh dấu chọn là vô danh, không có thông tin cá nhân nào trên lá phiếu bầu. Phiếu bầu sẽ được quét và mỗi đánh dấu chọn sẽ được lưu lại để đếm. Trong suốt toàn bộ quy trình, phiếu bầu được giữ bảo mật và thiết bị xử lý phiếu bầu hoàn toàn không bao giờ được kết nối Internet. Để đảm bảo các máy này hoạt động hoàn hảo, theo luật, chúng tôi thực hiện đếm tay 1% phiếu bầu được chọn ngẫu nhiên. Chúng tôi đếm tay các phiếu bầu này và so sánh kết quả của chúng tôi với các kết quả đếm từ máy. Lịch trình đếm phiếu bầu bằng tay có sẵn trên trang mạng của chúng tôi tại ocvote.gov/observe. Bất cứ ai cũng có thể quan sát quy trình này trực tiếp tại đây, trụ sở chính của chúng tôi ở Santa Ana hoặc trên mạng qua thu phát trực tiếp. Vào đêm bầu cử, bắt đầu vào lúc 8:05 tối, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả chính thức sơ bộ từ các phiếu bầu sớm ra công chúng. Khi các phiếu bầu được bỏ trực tiếp gửi về từ các trung tâm bầu cử, chúng tôi tiếp tục cập nhật kết quả vào lúc 9:30 tối và mỗi 30 phút cho đến khi tất cả kết quả trung tâm bầu cử được báo cáo. Bước cuối cùng trong quy trình là xác nhận kết quả bầu cử, là bước diễn ra trong vòng 30 ngày sau ngày bầu cử. Để biết thêm thông tin về quy trình đếm phiếu bầu an toàn và bảo mật, hãy truy cập ocvote.gov. Thay mặt cho các đội nhóm ở đây tại sở ghi danh cử tri quận Orange, chúng tôi cảm ơn quý vị tiếp tục tin tưởng chúng tôi về phiếu bầu của quý vị.